Chào bạn nhé. Đây có hôm nay về có mấy con bồ trao non. 200 nghìn một con các bạn nhé. Đấy, bồ trao non này. Hiện chim đang vào mùa sinh sản các bạn nhé. Chim bây giờ đã có chim non đầu mùa rồi các bạn. Đây, bồ trao non này có 3 con này các bạn. Có anh em nào thích mua thì liên hệ. Mình sẽ để số điện thoại dưới phần mô tả, anh em thích thì điền vào số đấy nhá. 200 một con đấy các bạn. Đó, đây là bồ trao non này. Còn đang há mồm đấy, kêu đấy. Loại này thì cũng dễ nuôi thôi. Cám chuối các bạn có sâu dế cho vào nữa là nó cho nó ăn mồi tươi cho nó nhanh lên hót. Loại này hót thì nghe điếc tai luôn các bạn ạ. Tiền mà nó lớn thì nó hót điếc tai luôn. Đấy. Đây nhá. Còn dưới này có ít cu nữa này. Đây. Thiếu là mấy con bồ trao này thôi. Nay đang giới thiệu cho bạn mấy con bồ trao này thôi này. Anh em mà mua thì liên hệ. Đấy. Còn hàng non không ấy nhá. Nó đang đói quá. Đấy. Rồi đấy. Ông ấy lên là tôi kêu anh em lên nấu ăn chục ăn luôn. Đó, okay. Yên tâm mà. Loại nuôi non này thì các bạn dễ huấn luyện hơn. Nuôi khi nó đã lớn rồi là nó sẽ quen các bạn thả ra vô tư. Hót hét cả ngày luôn. Và này á. Hót hét cả ngày luôn các bạn, tha hồ mà thả ra để cho nó hót. Và này nó mà hót là kêu điếc tai lắm các bạn ạ. Đấy. Đây bồ trao này. Rồi, ok, chào bạn nha.